Xin chào các bạn. Lời đầu tiên thì Khánh Hà xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn lắng nghe, ủng hộ và góp ý cho các nội dung trên kênh Kỳ Án Có Thật. Và tất nhiên rồi là chặng đường nào cũng sẽ cần có những mốc mục tiêu. Vì vậy là mong các bạn đừng tiếc mình và đội ngũ sáng tạo của Kỳ Án Có Thật bằng cách để lại một like và một subscribe để giúp chúng mình sớm đạt mục tiêu 20.000 follower nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nội dung chính của ngày hôm nay. Vụ án ngày hôm nay xảy ra tại huyện Định Biên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cô gái xinh đẹp tên Triệu Lý sau khi chuyển tới đây để làm việc cho một công ty viễn thông được 3 tháng thì bỗng nhiên biến mất không một lời từ biệt. Thậm chí là ban đầu cảnh sát còn nghi ngờ cô đã trộm đồ của người họ hàng ở cùng nhà rồi bỏ trốn. Nhưng kết cục cuối cùng thì lại khiến tất cả phải đau đớn xót thương cho cô gái này. Vậy thì rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Triệu Lý là nạn nhân hay là hung thủ trong vụ án này? Ngày 16 tháng 12 năm 2005, cảnh sát Định Biên bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ trung niên tên là Lưu Cao Hồng. Cô cho biết sau khi đi công tác 2 ngày và trở về nhà, cô phát hiện mình bị mất một số đồ trang sức đắt tiền. Cô báo cảnh sát vì cho rằng mình đã bị trộm đột nhập. 15 phút sau, cảnh sát địa phương có mặt tại nhà của Lưu Cao Hồng để xác minh. Kết quả cho thấy đồ vật nhà cô bị mất bao gồm một máy ảnh Casio, hai chiếc nhẫn bạch kim 950 và 700 tệ tiền mặt, tức là gần 2,5 triệu đồng. Mặc dù là tổng tài sản bị mất không nhiều, nhưng cảnh sát đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường ở hiện trường vụ án. Mọi đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, không có dấu vân tay nào khác lạ tại hiện trường. Cửa chính và cửa sổ đều không có dấu vết bị cậy mở. Căn nhà của Lưu Cao Hồng nằm ở tầng 2 của một tòa nhà dành cho nhân viên ngân hàng nông nghiệp địa phương. Tường tòa nhà rất cao, cũng không dễ để leo trèo. Sau khi xác minh, cảnh sát tạm thời chưa đưa ra kết luận cho vụ án này. Lúc này, Lưu Cao Hồng liền nghĩ đến người cháu gái họ hàng xa của mình tên là Triệu Lý đã đến nhà cô từ 3 tháng trước. Triệu Lý mới đến làm việc tại một công ty viễn thông ở thị trấn Định Biên. Khi mới đến đây, vì chưa tìm được nơi ở nên cháu gái đã ở nhờ nhà của Lưu Cao Hồng. Khi cô đi công tác vào ngày 14 tháng 12, cháu gái của cô vẫn đang ở nhà, nhưng khi cô trở về nhà thì cháu gái đã biến mất. Chi tiết mọi chuyện là khoảng 7 giờ tối ngày 14 tháng 12, cô ấy đi công tác. Sau đó thì cô ấy có nhận được một cuộc gọi của mẹ cô, hiện đang ở quê, và nói rằng cháu gái Triệu Lý bất ngờ gọi điện cho bà nhưng không nói gì. Bà tưởng là do tín hiệu không tốt nên đã tắt máy và gọi lại, nhưng lúc này thì điện thoại báo không liên lạc được. Vì vậy, bà đã gọi cho con gái để hỏi xem là có chuyện gì xảy ra hay không. Ngay lập tức, Lưu Cao Hồng cũng gọi điện cho Triệu Lý, nhưng điện thoại cũng báo thuê bao không liên lạc được. Dù cô có cảm thấy hơi lạ, nhưng vì đang đi công tác nên không có nhiều thời gian bận tâm. Dựa vào những thông tin này, cảnh sát nghi ngờ Triệu Lý đã lấy trộm đồ của Lưu Cao Hồng và biến mất. Sau đó, cảnh sát đã đến công ty viễn thông nơi Triệu Lý làm việc để bắt đầu điều tra vụ việc. Cấp trên của Triệu Lý tên là Triệu Phú Minh. Anh ta xác nhận vào sáng ngày 14 tháng 12, Triệu Lý đến công ty làm việc bình thường và tan làm vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Nhưng buổi sáng hôm sau thì cô không đến công ty làm việc nữa. Triệu Phú Minh có liên hệ với Triệu Lý nhưng điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy. Trong buổi làm việc vào ngày 14 tháng 12, Triệu Lý không có điều gì bất thường. Công ty luôn trả lương đều đặn cho cô với mức thu nhập khoảng 2.000 tệ, tức là hơn 7 triệu đồng. Với mức lương này thì người độc thân có thể chi tiêu thoải mái. Vì vậy thì giả thiết Triệu Lý ăn trộm đồ của Lưu Cao Hồng chưa thuyết phục. Lúc này, Lưu Cao Hồng lại tiếp tục gọi điện cho cảnh sát vì cô phát hiện một số chi tiết lạ trong nhà. Ngay sau đó, cảnh sát đã tới hiện trường để kiểm tra thêm một lần nữa. Để các bạn có thể hình dung cụ thể hơn một chút thì mình sẽ miêu tả qua. Tại góc tường trong phòng khách ở nhà của Lưu Cao Hồng có một tủ gỗ cao hơn 2 mét. Bình thường thì có hai vali đen để trên nóc tủ, nhưng khi cô sắp xếp lại hành lý thì phát hiện một chiếc vali lớn hơn đã biến mất. Cảnh sát nghi ngờ là có thể Triệu Lý đã lấy trộm đồ và cả vali rồi trốn đi. Lực lượng chức năng vào phòng ngủ của Triệu Lý để kiểm tra thì thu được một số vật chứng bao gồm cuốn sổ tiết kiệm của Triệu Lý để dưới gối. Chìa khóa cửa chính và cửa phòng ngủ của Triệu Lý vẫn nguyên vẹn trên nóc tủ. Túi sách mà cô thường mang theo khi đi làm cũng vẫn còn trong phòng. Lúc này thì cảnh sát liền đặt ra câu hỏi là nếu Triệu Lý là người trộm đồ của Lưu Cao Hồng thì tại sao cô lại không mang theo đồ cá nhân đi trốn? Còn nếu bị kẻ ngoài đột nhập lấy trộm thì tại sao Triệu Lý lại biến mất trong khi đồ đạc cá nhân của cô thì vẫn còn nguyên vẹn?
Cảnh sát nhanh chóng suy đoán rằng có thể là vào ngày 14 tháng 12, sau khi tan làm thì Triệu Lý vẫn trở về nhà và gặp một tình huống đột ngột, bất ngờ nào đó, không kịp chuẩn bị nên đã mất tích. Cảnh sát liên lạc với gia đình của Triệu Lý thì được cha của cô tên là Triệu Chí Đông cho biết. Buổi chiều ngày 14 tháng 12, con gái có liên lạc với ông vào lúc 5 giờ 30 phút nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Cảnh sát tra soát hồ sơ cuộc gọi của cô gái qua công ty viễn thông thì thấy là vào ngày hôm đó, Triệu Lý đã gọi điện cho bố cuộc gọi đầu dài 13 phút. Cuộc gọi thứ hai sau đó thì không được kết nối và đến buổi tối có một cuộc gọi thứ ba chỉ kéo dài vỏn vẹn có 9 giây. Cảnh sát đã tìm mẹ của Lưu Cao Hồng để xác nhận về cuộc gọi thứ ba này. Bà nói rằng chỉ nghe thấy tiếng còi xe hơi khi cháu gái gọi đến, sau đó thì không liên lạc được nữa. Cùng ngày, cảnh sát cũng tìm thấy vệt máu nhỏ trong nhà tắm của Lưu Cao Hồng. Một vết máu khác lớn hơn cũng xuất hiện ngay cửa nhà vệ sinh. Sau khi giám định ADN với cha mẹ của Triệu Lý, cảnh sát xác nhận vết máu trong nhà tắm của Lưu Cao Hồng chính là của Triệu Lý. Lúc này, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra thành vụ án bắt cóc buôn người trái phép. Họ nhanh chóng thành lập một nhóm điều tra đặc biệt, tập trung vào những mối quan hệ của Triệu Lý. Đồng thời, cảnh sát cũng cử người trực tại nhà Lưu Cao Hồng để truy tìm thêm manh mối. Và kết quả, họ lại phát hiện ra một manh mối khác. Cảnh sát đi hỏi những người hàng xóm xung quanh của nhà Lưu Cao Hồng đều nhận được câu trả lời là không có tiếng động lạ nào vào ngày xảy ra vụ án. Tường xung quanh khu dân cư cao hơn 2 mét, người ngoài không thể treo vào một cách dễ dàng. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm đi vào nhà bằng cổng chính, nhưng lối đi này sẽ được đóng vào lúc 11 giờ đêm hàng ngày và không có camera giám sát. Nữ bảo vệ trực vào ngày hôm đó cũng cho biết là vào sáng sớm hôm đó, có một người đàn ông ăn mặc kín đáo nên không nhìn rõ mặt. Nghe giọng nói có thể đoán là người đến từ nơi khác trong khu phố. Anh ta nói mình là cư dân trong tòa nhà và nhờ bảo vệ mở cổng. Theo lời của nữ bảo vệ thì lúc anh ta vào và rời đi, Triệu Lý không đi cùng người đàn ông này. Như vậy thì liệu rằng nạn nhân có rời khỏi nhà trước 11 giờ đêm hay không? Cảnh sát quyết định điều tra kỹ hơn về danh tính của người đàn ông đáng nghi này. Lúc này thì Lưu Cao Hồng cho biết con dao mà cô thường đặt trong ngăn kéo tủ bếp cũng đã biến mất. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra từng phòng trong nhà thì tìm thấy con dao ở phòng ăn liền kề phòng bếp, được giấu kín trong chiếc tủ màu trắng sát tường và không có bất kỳ dấu vân tay nào. Theo thông tin từ Lưu Cao Hồng, hai cô cháu rất ít khi nấu ăn, vì vậy con dao không thể nào được để trong tủ ở phòng ăn được. Cảnh sát bắt đầu tìm hiểu các mối quan hệ xã hội xung quanh Triệu Lý. Theo lời đồng nghiệp cung cấp thì Triệu Lý không có các mối quan hệ phức tạp tại nơi làm việc. Cô hướng nội, sống hòa nhã với mọi người. Còn theo thông tin từ gia đình nạn nhân thì con gái chủ yếu chỉ liên lạc với gia đình và người yêu ở xa, không có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Bạn trai của cô là Ngô Lập Quân, 26 tuổi, sống ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2005 âm lịch, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà trai ở Bảo Kê. Việc lựa chọn ngày lành tháng tốt cũng đã hoàn tất. Đám cưới của Triệu Lý và bạn trai dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2005. Theo những gì nữ bảo vệ tòa nhà miêu tả, ngoại hình và giọng nói của Ngô Lập Quân khá khớp với người đàn ông đi vào đây vào ngày xảy ra vụ án. Dựa vào mối quan hệ yêu đương sắp cưới giữa hai người, Ngô Lập Quân hoàn toàn có thể đi vào tòa nhà nơi Triệu Lý sinh sống bằng cửa chính. Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát đã cử hai người đến huyện Bảo Kê để thu thập thêm tin tức. Tuy nhiên, Ngô Lập Quân khai rằng nửa tháng nay anh ta luôn ở cơ quan làm việc. Cảnh sát xác minh với đồng nghiệp của anh ta tại cơ quan thì quả thật lời anh ta nói là đúng. Sau khi điều tra hơn 100 người xung quanh các mối quan hệ của Ngô Lập Quân, cảnh sát cũng chưa phát hiện thêm điều gì bất thường. 5 ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ của Lưu Cao Hồng. Cô và chồng cũ đã ly hôn cách đây 2 năm, kể từ đó cô vẫn luôn sống một mình. Căn nhà cô đang ở có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Con của hai người do chồng cũ nuôi dạy nên cuộc sống của cô cũng gọi là khá thoải mái. Để tìm kiếm niềm vui, cô bắt đầu kết bạn với một vài người bạn trên mạng xã hội QQ. Sau đó có gặp mặt một người đàn ông khoảng hơn nửa năm trước. Một thời gian sau, hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Người đàn ông này tên là Phương Từ Thái, 28 tuổi, quê ở huyện Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Anh ta làm việc và định cư tại Ninh Hạ. Lưu Cao Hồng đã đến đây để gặp anh ta 3 lần. Sống cùng nhà với Phương Từ Thái có một chàng trai trẻ tên là Tiểu Đông Bắc. Người này đã từng đến nhà của Lưu Cao Hồng. Hôm đó, cô và cháu gái đang ngồi xem TV thì bất ngờ có người đập cửa. Người này chính là Tiểu Đông Bắc. Anh ta tìm đến nhà cô vì anh đến Định Biên để gặp một người bạn quen qua mạng nhưng lại bị rơi mất ví nên ghé nhà hỏi mượn 20 đồng để đi xe trở về thành phố Yên Xuyên.
Liêu Cao Hồng không ngần ngại cho anh ta mượn tiền. Thế nhưng sau đó Tiểu Đông Bắc lại kéo cô vào phòng ngủ và đóng chặt cửa. Nửa tiếng sau, Triệu Lý không thấy cô của mình lên tiếng, liền đập cửa gọi, thì Tiểu Đông Bắc mới mở cửa, nhanh chóng rời đi. Cảnh sát cũng nhận định Tiểu Đông Bắc cũng khá giống với người mà nữ bảo vệ miêu tả. Vì vậy, lực lượng chức năng đã cử 3 cảnh sát đến Yên Xuyên để âm thầm điều tra. Phương Từ Thái khai báo với cảnh sát rằng Tiểu Đông Bắc đã chuyển đi vài ngày trước đó. Mọi người cùng nhà đều không biết tên thật và công việc thực sự của anh ta là gì, vì họ chỉ thuê cùng phòng nên ít chia sẻ thông tin. Cái tên Tiểu Đông Bắc xuất phát từ việc anh ta nói giọng địa phương Đông Bắc. Trước đó, anh ta từng đưa bạn gái về phòng và giới thiệu tên là Trương Phượng Bình, người ở huyện Long Đức, tỉnh Ninh Hạ. Trương Phượng Bình có phong cách ăn mặc giống như những cô gái ngành, thi thoảng đến phòng trọ của bạn trai. Cảnh sát đã điều tra một số địa điểm giải trí trong khu vực trung tâm thành phố suốt 5 ngày nhưng cũng không phát hiện ra manh mối gì. Sau đó họ đã đến huyện Long Đức để gặp mẹ của Trương Phượng Bình. Người mẹ nói rằng cô đã rời khỏi nhà 2 năm trước và chưa trở về. Vào dịp Tết năm ngoái, cô từng gọi điện về nhà và nói rằng đang làm việc tại thành phố Yên Xuyên để cha mẹ yên tâm. Cảnh sát có để lại một số điện thoại cho cha mẹ Trương Phượng Bình để tiện liên lạc khi có thông tin mới. Hơn một năm sau, cha của Triệu Lý đã tìm đến ông Sử Trí Cường, lúc bấy giờ là cảnh sát trưởng huyện Định Biên, và trách móc vì vụ án của con gái ông đã trôi qua khoảng thời gian khá lâu mà vẫn chưa có tin tức gì. Mặc dù ông Sử Trí Cường cùng lực lượng chức năng đã tích cực điều tra, nhưng mãi mà vụ án vẫn không có kết quả mới. Cho tới 3 năm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát Định Biên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Người này là bố của Trương Phượng Bình. Ông nói rằng con gái đã trở về nhà và có thể cung cấp thông tin cho cảnh sát nếu cần thiết. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến quê hương của Trương Phượng Bình để lấy lời khai. Sau rất nhiều lần thuyết phục, cô gái mới chịu hợp tác với cảnh sát. Cô cho biết Tiểu Đông Bắc, 30 tuổi, tên thật là Ngô Quân, quê thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, sinh tại tỉnh Hắc Long Giang. Vậy nên anh ta mới nói giọng Đông Bắc. Năm 2003, cô được một người bạn cùng khu trọ tên là Đan Đan giới thiệu cho Ngô Quân. Sau đó, hai người nhanh chóng tìm hiểu, yêu nhau và chuyển về sống chung. Vào tháng 5 năm 2003, Trương Phượng Bình vắng nhà 6 ngày. Sau khi quay trở lại thì phát hiện Đan Đan đã qua đời dưới gầm giường ở phòng trọ của cô ấy. Cùng lúc đó thì Ngô Quân cũng biến mất không dấu vết. Vì sợ bị liên lụy nên cô đã nhanh chóng rời đi và không liên lạc với Ngô Quân để tránh bị nghi ngờ có liên quan. 3 ngày sau, cô quay lại phòng lấy đồ đạc. Vì tò mò nên cô đã sang phòng bạn thân là Đan Đan thì phát hiện cô ấy không còn nằm dưới gầm giường nữa mà đã biến mất. Sau đó, Trương Phượng Bình trở về quê nhà Ninh Hạ một tháng rồi lại tiếp tục chuyển đến thành phố Yên Xuyên làm việc. Lúc này thì Ngô Quân vẫn luôn bám theo cô. Vì sợ hãi nên cô quyết định không sống chung với Ngô Quân nhưng vẫn giữ mối quan hệ hẹn hò. Tháng 12 năm 2005, hai người xảy ra tranh cãi gay gắt và Ngô Quân lại một lần nữa đột ngột biến mất. Sau đó một tuần, anh ta quay lại phòng trọ của Trương Phượng Bình và dặn dò không được tiết lộ thông tin của anh ta cho bất kỳ ai. Anh ta sẽ trở về quê nhà Hà Nam khởi nghiệp, khi thành công sẽ đến đón Trương Phượng Bình. Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau trong khoảng thời gian nửa năm sau đó. Cho đến một ngày, Trương Phượng Bình không còn liên lạc được với Ngô Quân nữa. Cô cũng đã từng tới quê của Ngô Quân để tìm kiếm anh ta, nhưng cũng không có kết quả. Với sự hỗ trợ của cảnh sát Hà Nam, thông tin về Ngô Quân nhanh chóng được xác định. Ngô Quân bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2005, đến tháng 10 năm 2005 thì chính thức bị tuyên án 8 năm tù. Như vậy thì thời điểm ngày 14 tháng 12 năm 2005 khi vụ án của Triệu Lý xảy ra, Ngô Quân đang ở tù nên không thể là nghi phạm của vụ án. Vụ án này lại một lần nữa quay về điểm xuất phát. Cảnh sát Định Biên đã cẩn thận chụp ảnh Ngô Quân và hỏi lại Lưu Cao Hồng, Trương Phượng Bình để xác nhận. Cả hai người đều xác nhận người trong ảnh chính là Tiểu Đông Bắc. Không còn manh mối nào khác, cảnh sát quyết định tiếp tục ở lại tỉnh Hà Nam để điều tra. Địa chỉ thường trú của Ngô Quân là ở đường Đông Khai Minh, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến đây thì người đang sinh sống tại địa chỉ này không phải là người thân của Ngô Quân. Cha mẹ anh ta từng sinh sống tại đó và đã chuyển đi. Theo thông tin từ người hàng xóm là đồng nghiệp cũ của bố Quân, thì gia đình họ có hai con trai song sinh tên là Ngô Quân và em trai là Ngô Siêu. Mặc dù cả hai đều không học hành nhiều nhưng từng có thời gian phục vụ trong quân đội. Sau đó, vì cả hai con trai đều phạm tội nên bố mẹ Ngô Quân đã bán căn nhà này và chuyển về quê nhà Hắc Long Giang để sinh sống.
Dựa vào thông tin mà hàng xóm cung cấp, cảnh sát địa phương xác nhận đúng là Ngô Quân có một người em trai tên là Ngô Siêu. Khi để bức ảnh chụp Ngô Quân cạnh ảnh hồ sơ của Ngô Siêu thì quả nhiên là hai người giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác mỗi kiểu tóc. Ngón tay út bên trái của Ngô Siêu bị mất hai đốt. Đây là dấu hiệu phân biệt hai anh em. Hắn bị mất hai đốt ngón tay là do hồi cấp 3 mải chơi game, bỏ cả học nên bố anh ta đã chặt đứt hai đốt tay út bên trái để răn đe con. Sau đó thì cảnh sát cũng đã đến nhà tù nơi Ngô Quân đang bị giam giữ để bí mật điều tra. Nếu bị đứt hai đốt ngón tay thì ngón út bên trái sẽ không có dấu vân tay. Kết quả cho thấy người ở trong tù không phải là Ngô Quân mà lại là người em trai Ngô Siêu. Vậy thì tại sao anh ta lại giả mạo thông tin của anh trai mình? Vào năm 1995, Ngô Siêu bị phạt tù 5 năm vì tội trộm cắp. Đến tháng 11 năm 2000, anh ta được tại ngoại. Tháng 8 năm 2005, sau nhiều lần phạm tội cưỡng bức nên Ngô Siêu lại bị cảnh sát tỉnh Hà Nam bắt giữ. Có lẽ là Ngô Siêu đã giả danh anh trai mình để tránh hình phạt tù nặng hơn, vì theo luật pháp Trung Quốc, trong vòng 5 năm nếu tái phạm sẽ bị phạt rất nặng. Lúc này, cơ quan điều tra cử thêm 3 cảnh sát về quê nhà Hắc Long Giang, nơi cha mẹ Ngô Quân sinh sống để tìm hiểu thêm. Kết quả là họ phát hiện Ngô Quân đang sử dụng tên của Ngô Siêu là em trai để sinh sống bên ngoài nhà tù. Tức là hai anh em đã đổi danh tính cho nhau. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2007, Ngô Quân bị phạt 10 năm tù về tội trộm cắp. Hiện tại đang thi hành án dưới cái tên Ngô Siêu. Như vậy là vụ án mất tích bí ẩn của Triệu Lý dường như đã được mở nút thắt. Cảnh sát Định Biên đã gửi con dao gọt hoa quả đến bộ phận kỹ thuật để kiểm tra, nhưng con dao đã được rửa sạch sẽ, rất kỹ lưỡng, không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Đến tháng 9 năm 2011, Sử Trí Cường nghe tin đội trưởng đội cảnh sát thành phố Ngọc Lâm tên là Cao Kiến Lễ vừa từ chức. Anh quyết định mời Cao Kiến Lễ cùng tham gia phá án. Nhóm điều tra đặc biệt cũng đã chỉ định 3 trinh sát kỳ cựu tham gia đội phá án lần này. Ngày 28 tháng 9 năm 2011, nhóm điều tra đi đến nhà tù phỏng vấn sơ bộ với nghi phạm. Và đúng như dự đoán, anh ta liên tục từ chối trả lời các câu hỏi. Sau đó, cảnh sát lấy máu và vân tay của Ngô Quân. Khi biết cảnh sát đến từ Định Biên, Thiểm Tây, mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối. Sau đó, 3 cảnh sát quay trở lại Định Biên để tìm thêm chứng cứ. Thông qua việc sàng lọc lại dấu vết vụ án, Cao Kiến Lễ cho rằng vết máu có hình dạng giống như đã sử dụng cây lau nhà để lau sạch. Con dao gọt hoa quả là dụng cụ gây án lại có một vết cong vênh, có thể là do chạm phải vật cứng. Chiếc vali to bị biến mất có lẽ được dùng để mang nạn nhân ra khỏi ngôi nhà. Kỹ thuật viên của Cục Cảnh sát tỉnh Thiểm Tây khi rút phần cán và lưỡi dao ra thì phát hiện 2 mẫu da người. Thông qua phân tích DNA thì xác nhận mẫu da này là của Ngô Quân. Cảnh sát Định Biên dựa vào kết quả này đã đến Hắc Long Giang để bắt Ngô Quân. Và sau hơn 2 tiếng thẩm tra, cuối cùng hung thủ đã chịu nhận tội. Đến đây thì chắc là có lẽ các bạn đang hơi rối một chút đúng không ạ? Vậy thì để mình sắp xếp và tóm gọn lại nội dung như sau. Ngày 13 tháng 12 năm 2005, Ngô Quân đến Định Biên để gặp bạn quen qua mạng nhưng không may bị trộm mất ví và điện thoại. Vì vậy anh ta đã đến nhà Lưu Cao Hồng mượn tiền và đẩy cô vào phòng ngủ. Lúc này Triệu Lý đập cửa gọi và ngăn lại khiến anh ta vô cùng tức giận. Chiều ngày hôm sau, Ngô Quân tiếp tục đến nhà Lưu Cao Hồng nhưng cô không ở nhà. Anh ta vẫn xông vào nhà khiến Triệu Lý tức giận và nói những lời khó nghe. Vì vậy, hắn ta đã ra tay với Triệu Lý. Đến 7 giờ tối cùng ngày, Ngô Quân dùng điện thoại của Triệu Lý gọi cho Lưu Cao Hồng để đánh lạc hướng, nhưng vô tình gọi nhầm tới số điện thoại của mẹ Lưu Cao Hồng. Đến 2 giờ sáng hôm sau, Ngô Quân hoàn thành việc dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Trước khi rời đi, anh ta lấy trộm đồ của Lưu Cao Hồng, sau đó vứt quần áo và đồ đạc của Triệu Lý vào thùng rác ven đường, rồi gọi xe taxi mang theo vali đến làng Hữu Ái, phường Đại Tân, huyện Hưng Khánh, thành phố Ngân Kiên. Chiếc vali được bỏ lại tại đống rác gần con kênh Hồng Hoa tại đây. Cảnh sát đã đến hiện trường và tìm được chiếc cặp tóc màu đen và theo lời Lưu Cao Hồng xác nhận thì chiếc cặp tóc này là của Triệu Lý. Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Thiểm Tây tuyên án tử hình đối với Ngô Quân, tịch thu toàn bộ tài sản, yêu cầu bồi thường cho gia đình Triệu Lý 10.000 tệ, tức hơn 35 triệu đồng. Và bí ẩn trong vụ án kéo dài suốt gần 10 năm cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách cảnh sát đi tìm lời giải cho vụ án này? Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên ấn like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển khác trên kênh Kỳ Án Có Thật. Còn bây giờ thì Khánh Hà, xin chào và hẹn gặp lại!